Bảo hiểm nhân thọ là một trong những ngành nghề có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam với sự gia nhập của hàng loạt công ty bảo hiểm danh tiếng, trong đó có Hanwha Life, công ty bảo hiểm hàng đầu tại Hàn Quốc trực thuộc tập đoàn Hanwha, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong top 500 tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, có tổng tài sản hơn 100 tỷ đô la Mỹ và mạng lưới rộng khắp gồm 198 thành viên trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ đứng đầu với gần 1.900 tỷ đồng, tương đương 103 triệu đô la Mỹ. Có mặt tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh từ năm 2012, Hanwha Life được đánh giá là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nổi bật tại địa phương và đến nay đã phát triển hệ thống gồm văn phòng kinh doanh Nghệ An cùng các tổng đại lý Nam Đàn, tổng đại lý Diễn Châu và tổng đại lý Hà Tĩnh. Tính đến nay, Hanwha Life Nghệ An đã tuyển dụng thành công 2.500 tư vấn tài chính chuyên nghiệp, phục vụ cho hơn 14.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Con người chính là nguồn lực và tài sản quan trọng mà Hanwha Life tập trung phát triển với những phương tiện làm việc tốt nhất và chế độ phúc lợi cạnh tranh, gồm hoa hồng, phụ cấp điện thoại, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ phát triển doanh số, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt là hỗ trợ dành cho tư vấn tài chính ngôi sao lên đến 40% hoa hồng năm đầu, giúp gia tăng tối đa thu nhập cùng nhiều cơ hội du lịch trong và ngoài nước. Công ty có những cái chương trình đào tạo chuyên sâu mà mang tính liên tục dành cho tất cả các anh chị phụ trách kinh doanh, bao gồm cả hệ thống kinh doanh, kể cả những đối tác đó là giám đốc tổng quản lý. Và mục tiêu công ty là tạo cơ hội cho tất cả mọi người bình đẳng như nhau, là làm việc lâu dài, gắn bó, rồi phát triển đến sự nghiệp cao hơn ở công ty này. Với hoạt động kinh doanh hiệu quả, tính đến tháng 10 năm 2016, Hanwha Life Nghệ An đã đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu phí mới, giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho hơn 5.700 trường hợp và tiếp tục có kế hoạch mở thêm ít nhất 2 tổng đại lý mới vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Hiện tại, chúng tôi đã được hơn 10.000 khách hàng đã ký hợp đồng với công ty tại địa phương và gửi trọn niềm tin cho Hanwha Life. Chúng tôi cũng đã liên tục mở rộng các cái mạng lưới kinh doanh tại khu vực. Từ văn phòng chính Nghệ An, từ năm 2012 đến nay, chúng tôi đã mở được văn phòng tổng đại lý tại thành phố Hà Tĩnh, Nam Đàn và Diễn Châu. Với đội ngũ chuyên nghiệp và sự phát triển cũng như yêu mến của khách hàng, chúng tôi sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nền kinh tế Việt Nam đang ổn định với GDP đạt trung bình 6% trong suốt 5 năm qua. Từ đó mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, Hanwha Life cam kết đầu tư dài hạn, thực hiện sứ mệnh đồng hành và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Ngay lúc này, hãy quyết định trở thành thành viên của doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc. Cơ hội đang chờ đón bạn tại Hanwha Life Việt Nam.